những cái kính hiển vi và với cái độ phóng đại rất là lớn thì chúng ta mới có thể nhìn thấy được hình thể của nó. Và cái vị trí của cái acid nucleic thì chắc chắn là nó nằm ở trong tế bào rồi. Nhưng mà đối với sinh vật mà nhân thật á, thì nó nằm ở trong nhân. Chúng ta biết đó là nhân của tế bào. Và một số những cái phân tử DNA có thể phân bố ở những cái vị trí ngoài nhân, trong đó chính là ở ti thể. Còn đối với lại những cái sinh vật mà gọi là nhân sơ, có nghĩa là nó chưa có nhân đó, mấy em có thể nghe cái từ là prokaryote. Prokaryote là nhân thật, còn prokaryote là nhân sơ. Thì trong trường hợp mà nhân sơ thì cái thường nó là ở cái vùng chính giữa, cái vùng lõi của cái con vi sinh vật đó. Chẳng hạn như đây là virus, theo như cái hình bên phải, trên phải này, thì cái vùng lõi của nó sẽ có chứa cái bộ genome, và đó chính là cái acid nucleic của cái vi sinh vật virus. Và hoặc là vi khuẩn cũng tương tự, thì nó sẽ có những cái nó sẽ có một cái vùng cũng tương tự, có thể không phải là chính giữa của tế bào ha, nhưng mà nó sẽ có một cái khu vực để tập trung, tụ tập các cái acid nucleic của nó lại. Cái vật liệu di truyền của nó sẽ nằm tập trung ở cái vùng đó. Và ở đối với vi khuẩn thì còn có một cái dạng của acid nucleic nữa, đó chính là những cái plasmid, những cái thể plasmid ở trong cái bào tương của nó. Thì đó cũng chính là một trong những cái vật liệu di truyền của cái vi sinh vật là vi khuẩn. Như vậy thì mình sẽ thấy là tùy theo cái loại vi sinh vật mà chúng ta có thể thấy là cái vị trí của cái acid nucleic nó có thể khác nhau một chút, nhưng hình dung mình nhìn hình dung chung là nó nằm bên trong tế bào, đúng không? Nó nằm bên trong tế bào và ở cái khu vực nhân, nếu mà là nhân thật. Và tùy theo mỗi loại vi sinh vật, tùy theo cái góc độ phát triển của loài mà cái acid nucleic này nó có thể khác nhau. Nó có thể là phân tử DNA, nó cũng có thể là phân tử RNA. Thì giữa hai cái phân tử này nó có cái gì khác biệt nhau? Thì tụi em có thể đọc thêm ha, để mình hiểu thêm về các acid nucleic. Thì hoặc là nếu mình nhớ thì càng tốt. Thì DNA với lại RNA thì nó sẽ khác nhau về cái hình dạng, về cái cấu trúc và cái nucleotide có thể khác nhau. Đối với DNA thì thông thường sẽ là sợi đôi ha, và nó xoắn, sợi đôi hay là sợi kép á, DNA sợi kép và nó xoắn, giống như ở đây có cái hình tượng trưng cho tụi em thấy ha, đó là phân tử DNA. Và các cái nucleotide thường là ATGC. Còn cụ thể là ATGC là cái gì thì trong cái những cái bài tiếp theo có thể là thầy cô sẽ nói cho tụi em rõ hơn. Còn đối với RNA thì thông thường nó lại là một sợi thôi, nó chỉ có một sợi thôi. Và có hai loại, một là có thể là cái sợi RNA này nó có thể trực tiếp tổng hợp được cái mRNA, có nghĩa là RNA thông tin, và sau đó nó sẽ thực hiện cái quá trình là phiên mã rồi dịch mã, tổng hợp lại protein nào đó. Và cái sợi RNA này thường nó sẽ là tính dương, gọi là dương tính. Và trong khi cái sợi ngược lại thì sẽ là âm tính, có nghĩa là nó ở dạng giống như nôm na nó gọi là nó không có hoạt tính đó ha. Nó bất hoạt, nên nó phải có thêm một cái giai đoạn để chuyển đổi thì nó mới thực hiện được cái quá trình phiên mã và dịch mã để tổng hợp protein. Và khi đó thì mình sẽ thấy là tùy theo cái loại vi sinh vật mà cái phương pháp của mình nó có thể khác nhau một chút trong quá trình tách chiết acid nucleic. Đó là mình sẽ cần thu hồi cái gì? Thu hồi DNA hay là thu hồi RNA? Và để mình khu trú nó hơn ha, mình chọn lựa trong cái phương pháp tách chiết. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta thực hiện cái việc tách chiết này để làm gì? Có bạn nào có ý kiến gì không? Mình tại sao mình phải tách chiết acid nucleic của một cái loại vi sinh vật nào đó, chẳng hạn như là vi khuẩn lao hay là virus viêm gan B hay là virus viêm gan C, hoặc thậm chí là một số những cái tác nhân mà gây bệnh khác, chẳng hạn như là nấm hay là virus HIV vân vân.
hay là virus gây ung thư cổ tử cung vân vân rất là nhiều. Mình tách chiết axit nucleic để làm gì? Chúng ta trao đổi chỗ này một chút. Theo với em, bạn nhóm trưởng quản lý đi, bạn tỷ đi, bạn tỷ cho ý kiến trước đi. Chị ơi, cái phần này em hơi lâu rồi em không nhớ đâu chị. Chị hỏi bạn khác đi. Mình đâu có, mình chưa từng học qua mình lâu rồi mình quên, nhưng mà mình có thể suy nghĩ tại sao mình lại thực hiện tách chiết axit nucleic, khi nào mình sẽ thực hiện nó. Suy nghĩ không ra hay là làm biếng suy nghĩ, có cả hai lý do trong đó đúng không? Như vậy thì mình sẽ thấy là nếu như mà mình đã học y rồi, mình thấy là về những cái phương pháp cận lâm sàng mà mình giúp cho mình xác định được những cái tác nhân mà gây bệnh, thì ở đây cái tác nhân ở đây đang đề cập đó chính là các cái tác nhân vi sinh vật. Thì mình đã học ở bộ môn vi sinh nè, bộ môn ký sinh trùng nè, rồi vậy thì mình biết được những cái phương pháp mà để xác định chúng để làm gì ha, để giúp cho mình chẩn đoán ra được nó đúng không, và để giúp cho mình khu trú xác định cái tình trạng bệnh lý đó là có liên quan tới tác nhân đó hay là không. Và theo những cái phương pháp cổ điển và truyền thống thì mình đã biết là chẳng hạn như là mình sẽ soi cái dịch bệnh phẩm dưới kính hiển vi để mình coi có vi sinh vật nào đó hay không nè, rồi chẳng hạn như là mình quan sát tìm ký sinh trùng hoặc là nấm chẳng hạn, vậy mình có thể dùng cái phương pháp là soi. Hoặc thậm chí chẳng hạn như là mấy người mà bị bệnh lao đó, thì cái đờm đó mình có cái xét nghiệm là soi đờm dưới kính hiển vi đó, là mình để mình phát hiện ra cái vi khuẩn là vi khuẩn lao. Và ngoài cái phương pháp soi trực tiếp thì chúng ta còn có những cái phương pháp gọi là đặc hiệu hơn, đó là chúng ta nuôi cấy đúng không, nuôi cấy vi sinh vật trên các cái môi trường khác nhau. Thông thường là mình sẽ đổ cái đĩa thạch agar và sau đó mình sẽ trải cái bệnh phẩm lên, và nếu mà trên đó, trên bệnh phẩm nó có vi sinh vật nào đó nó hiện diện thì nó sẽ mập trên cái môi trường tương thích, và như vậy thì nó phát triển lên thành những cái khuẩn lạc, những cái đốm khuẩn lạc ở trên cái môi trường thạch. Dựa vào cái hình dạng, rồi dựa vào cái kích thước của khuẩn lạc, dựa vào đặc điểm hình thái của nó đúng không, mà chúng ta có thể gọi là nghĩ nhiều, có thể chẩn đoán sơ bộ là hướng đến cái vi sinh vật nào đó. Nên hình dung được tới chỗ này rồi ha. Như vậy thì những cái phương pháp truyền thống đó thì nó sẽ có thể là chẳng hạn như là nuôi cấy thì nó đòi hỏi là khá là mất nhiều thời gian tùy theo cái vi sinh vật nó phát triển, nó nhân đôi, nó phân chia, cho nên là sẽ có những vi sinh vật phát triển rất là nhanh, trong vòng 2-3 ngày là mình có thể thấy, nhưng mà cũng có những vi sinh vật nó cần cái thời gian phát triển nó dài hơn. Như vậy thì nếu mà mình chờ 2-3 tuần lễ mới có kết quả xét nghiệm đó thì bệnh nhân nó đi mất tiêu rồi, mình không có điều trị được. Đó là cái nhược điểm của cái phương pháp truyền thống. Và cái thứ hai nữa là có những cái vi sinh vật mình cũng không thể nuôi cấy được. Những chẳng hạn như là những cái loại virus viêm gan B, viêm gan C hay là HPV mình cũng có nuôi cấy được đúng không? Mình không có thực hiện trong phòng labo mà nhân bản nó lên được. Do đó là cái việc mà xác định chúng bằng cách nào bây giờ? Bằng cách nào bây giờ? Thì nó đòi hỏi, nó đặt ra. Đó là mình sẽ làm sao mà nhanh nhất, đặc hiệu nhất, nhạy nhất. Thì cái phương pháp mà tụi em có thể là đã biết, đã nghe, đó là liên quan đến sinh học phân tử, đó là chúng ta thực hiện cái phản ứng PCR. Có nghe tới từ PCR chưa? Khuếch đại chuỗi gen ha, khuếch đại chuỗi gen mà nó thực hiện trong phòng thí nghiệm. Như vậy thì để mà khuếch đại được cái chuỗi gen đó thì chắc chắn là mình phải lấy ra được cái bộ genome của nó đúng không? Bộ genome của con vi sinh vật nào đó, của cái tác nhân đích nào đó mà mình muốn. Rồi sau đó thì mình mới thực hiện cái phản ứng đó nhân bản lên trong phòng thí nghiệm để mà mình
định danh, định tính đó, mình xác định nó có hay là không. Thì đó chính là ý nghĩa sâu xa của cái việc mà chúng ta đang áp dụng cái phương pháp sinh học phân tử trong cái chẩn đoán về lâm sàng, cận lâm sàng của mình, liên quan đến những cái tác nhân gây bệnh trên người. Và trong cái quá trình mà để thực hiện được cái phương pháp phản ứng PCR đó, đó thì tụi em sẽ thấy là mình phải cần lấy cái bộ genome của cái vi sinh vật mà mình đang đi tìm. Đó chính là các cái acid nucleic của cái vi sinh vật đó. Và do đó mình mới có cái phương pháp tách chiết acid nucleic. Tụi em theo kịp chỗ này ha. Như vậy thì ý nghĩa sâu xa của phương pháp tách chiết acid nucleic đó chính là mình sẽ thu hồi được cái sản phẩm acid nucleic, có thể là DNA, có thể là RNA, để mà phục vụ, để là nguyên liệu tiếp theo cho cái xét nghiệm phản ứng PCR, hoặc là real time PCR, hoặc là giải trình tự ha, những cái phương pháp sinh học phân tử cao hơn. Và như vậy thì mình đã hiểu được cái ý nghĩa của cái vì sao mà có cái phương pháp tách chiết acid nucleic rồi. Mình đã hiểu được chưa? Hiểu được chưa bạn Tỷ? Dạ, em hiểu rất nhiều ha. Ví dụ như sau này, ví dụ như là tụi em điều trị cho một bệnh nhân nào đó, mà ví dụ như tụi em nghi ngờ là bệnh nhân đó bị bệnh lao chẳng hạn, thì ngoài những cái phương pháp, những cái cận lâm sàng mà thông thường rẻ tiền hơn, cổ điển, đó là mình sẽ soi đàm, mình sẽ lấy bệnh phẩm để xác định coi là nuôi cấy có đà, có con vi khuẩn lao nó mập hay không, thì mình còn một cái sự lựa chọn nữa, đó chính là mình sẽ cho thực hiện cái phản ứng PCR, cái xét nghiệm PCR để tìm vi khuẩn lao trong một cái mẫu bệnh phẩm nào đó, đặc biệt là những cái mẫu bệnh phẩm mà rất là khó lấy, chẳng hạn như là dịch não tủy hay là dịch màng phổi, đó là những cái bệnh phẩm mà nó đòi hỏi phải xâm lấn vô người bệnh, cho nên là mình sẽ thấy là có thêm một cái sự lựa chọn nữa trong việc đề nghị cái cận lâm sàng. Thì đó là ý nghĩa của cái ý nghĩa chung của cái xét nghiệm sinh học phân tử, mà từ đó cho mình thấy riêng đối với phương pháp tách chiết acid nucleic rất là quan trọng, tại vì mình phải thu hồi được acid nucleic của vi sinh vật đó thì mình mới có thể thực hiện được cái khâu tiếp theo. Và do đó nó cũng có những cái yêu cầu trong cái quá trình mà tách chiết để thu hồi, và làm sao để lấy được, thì thứ nhất đó là mình phải đảm bảo được cái độ tinh sạch, độ tinh khiết. Có nghĩa là trong quá trình mà mình thu hồi DNA, RNA thì mình biết là cái vật liệu di truyền ấy nó nằm bên trong tế bào. Mà bên trong tế bào thì không phải chỉ có acid nucleic, mà chúng ta sẽ thấy là còn có gì ha? Protein, rồi acid béo, và thậm chí là còn có những cái các cái phân tử khác như là đường hay là các cái ion vân vân, rất là nhiều ở bên trong tế bào. Do đó mà khi mà mình thu hồi thì làm sao mà mình thu hồi tinh khiết nhất, chỉ có acid nucleic thôi mà không có những cái thành phần khác tạp nhiễm vào. Bởi vì khi mà nó tạp nhiễm vào thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái phản ứng PCR, ảnh hưởng tới kết quả của những cái khâu tiếp theo. Chẳng hạn như là giải trình tự thì nó đòi hỏi cái độ tinh khiết còn gần như là một tuyệt đối, gần như là 100%. Trong khi phản ứng PCR thì sẽ có là PCR cổ điển, thứ hai là PCR cải tiến, đó là real time PCR, thì cái độ tinh khiết nó đòi hỏi nó không có nghiêm ngặt giống như là đối với giải trình tự. Và cái yêu cầu thứ hai nữa đó là mình phải đảm bảo được cái sự nguyên vẹn của cái acid nucleic khi mà thu hồi. Có nghĩa là cái phân tử DNA hoặc là RNA này khi mà mình thu hồi thì nó phải còn nguyên vẹn, chứ không phải nó bị gãy vụn ra ha. Ví dụ như là một cái chuỗi genome của nó rất là dài, cả ngàn base pair, có nghĩa là cả ngàn nucleotide, hoặc thậm chí là mấy ngàn nucleotide, thì mình hy vọng làm sao là mình sẽ thu hồi cái sản phẩm của nó vẫn còn dài tương đối như vậy, và để cho mình có thể thực hiện cái phản ứng PCR nó được tốt nhất, được tối ưu nhất. Còn nếu không, mình tách chiết xong, mình thu hồi xong mà nó bị gãy vụn thành 100 mảnh chẳng hạn, như vậy thì cái việc mà mình xác định cái vi sinh vật đó nó cũng sẽ gặp gọi là phức tạp hơn. Có nghĩa là thường nó sẽ cho kết quả âm tính giả ha,
Tại vì do cái chất lượng trong quá trình tách chiết của mình nó đã ảnh hưởng. Và như vậy, và trong cái phương pháp tách chiết này thì sẽ có hai giai đoạn, một giai đoạn đầu đó là đồng nhất mẫu, và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn tách chiết. Thì cái tại sao lại có thêm cái quá trình đồng nhất mẫu là tại vì tụi em sẽ hình dung như thế này ha, đó là những cái loại bệnh phẩm khác nhau thì không phải nó sẽ có cái sự giải phóng tế bào sẽ khác nhau. Chẳng hạn như mẫu đàm trong cái của bệnh nhân sẽ khác với lại cái mẫu dịch loãng như là dịch não tủy hay là dịch màng phổi sẽ khác nhau, tại vì cái sự giải phóng của các cái tế bào của vi sinh vật nó sẽ khác nhau trong các mẫu bệnh phẩm. Và hoặc là chẳng hạn như là mình xác định lao cũng là vi khuẩn lao, nhưng mà trong da, trong cái mô da, như vậy thì thường là ở bệnh viện da liễu sẽ làm cái này nhiều, có nghĩa là sẽ cắt một cái mẫu mô da tại cái vị trí có tổn thương mà nghi ngờ là nhiễm vi khuẩn lao chẳng hạn, gọi là lao da đó. Thì như vậy thì cái mẫu bệnh phẩm lúc này của mình nó là cái gì ha? Nó không phải là mẫu dịch nữa đúng không? Mà nó là mẫu mô. Và mẫu mô như vậy thì mình cần phải có những cái công cụ để mà mình làm cho cái mô này nó bị nhỏ ra, nó bị nghiền nhỏ ra hết ha. Thì khi đó cái sự giải phóng các cái tế bào vi sinh vật vào trong cái hỗn dịch nó sẽ nhiều hơn. Và khi mà mình làm tách chiết thì cái khả năng mà mình lấy được những cái tế bào vi sinh vật này nó sẽ cao hơn là so với việc là mình để nguyên một cái khối mô to. Thì em hình dung được chỗ này đúng không? Và những cái công cụ, những cái phương pháp đó có thể khác nhau tùy theo mẫu bệnh phẩm. Và chúng ta gọi chung đó là cái quá trình đồng nhất mẫu. Đồng nhất mẫu có nghĩa là làm cho nó gọi là sao, nó nhỏ nhất có thể ha. Và cái giai đoạn thứ hai đó là thực hiện từng bước trong cái quy trình tách chiết. Mà trong cái quy trình tách chiết này thì nó sẽ có cái nguyên tắc chung, cái nguyên tắc chung của nó. Như vậy thì muốn để thực hiện đảm bảo được những cái độ chính xác cao trong quá trình mà mình có thể thu hồi được acid nucleic và để cho cái phản ứng PCR nó đạt được cái hiệu quả tối ưu, có nghĩa là chính xác tuyệt đối đó, thì mình cần phải xác định thứ nhất là cái loại mẫu, cái mẫu của mình cần tách chiết là gì, mẫu dịch hay là mẫu mô, và hay là cái mẫu nuôi cấy của vi sinh vật chẳng hạn, có nghĩa là nó sẽ thay đổi mà mình cần phải biết cái mẫu đó là gì để mình chọn cái phương pháp đồng nhất mẫu cho phù hợp. Rồi thứ hai nữa là mình cần xác định là cái acid nucleic mà mình cần thu hồi đó là DNA hay là RNA của vi sinh vật. Và muốn biết như vậy thì mình phải biết được đặc điểm của vi sinh vật đó đúng không? Thông qua các cái y văn ha. Người ta nghiên cứu trước đó thì cho mình biết nó là DNA hay là RNA trong cái vật liệu di truyền để mà mình có thể xác định cái phương pháp tách chiết phù hợp. Tới đây thì rõ rồi đúng không? Rõ hơn được phần nào ha. Và cái nguyên tắc chung của cái quá trình tách chiết acid nucleic thì sẽ có các cái bước chính theo như hình. Sau khi mà đồng nhất mẫu thì mình sẽ thực hiện cho những cái loại hóa chất vào trong cái mẫu bệnh phẩm để mình phá vỡ cái màng tế bào và màng nhân. Có nghĩa là tại vì nó nằm bên trong tế bào cho nên là mình phải phá vỡ cái màng tế bào, màng nhân ra để giải phóng cái acid nucleic. Thì em thấy nó rất là đơn giản rồi đúng không? Nó đâu có gì cao siêu đâu hơn. Nhưng mà cái này mình thực hiện ở cái cấp độ nó phân tử nó rất là nhỏ bé, mình nhìn không có nhìn thấy được bằng mắt thường thôi. Thì đôi khi mình cảm giác nó khó thôi chứ thực sự thì nó không có khó. Và sau cái giai đoạn mà phá vỡ màng tế bào và màng nhân như vậy thì mình sẽ thấy là acid nucleic cũng như là những thành phần trong tế bào sẽ được giải phóng vào trong cái hỗn hợp dịch này. Và sau đó thì mình sẽ loại bỏ các thành phần không mong muốn, đó là cái bước thứ hai của cái quá trình tách chiết. Trong cái nguyên tắc này ha, cái nguyên tắc thứ hai đó là sẽ loại bỏ những thành phần không mong muốn, và đặc biệt đó là protein, axit béo và cái sản phẩm đối lập, có nghĩa là nếu như mình thu hồi DNA thì trong tế bào nó không chỉ có DNA không,
mà nó có RNA nữa. Như vậy thì cũng sẽ có cái giai đoạn là mình sẽ loại bỏ RNA trong các cái thành phần không mong muốn này. Và đến bước tiếp theo là sau khi mà mình thu hồi được cái vật liệu di truyền mà mình đang cần tìm ha, là DNA hoặc là RNA của vi sinh vật, thì mình sẽ đến bước đó là mình sẽ tinh sạch nó thông qua những cái bước rửa. Có nghĩa là trong cái những cái bước chi tiết cụ thể thì mình sẽ có cái bước là rửa cái sản phẩm thu hồi. Mình rửa nhiều lần để mình làm cho nó trở nên tinh khiết hơn, trở nên sạch hơn và không có tạp nhiễm bởi những cái thành phần không mong muốn. Và thứ hai nữa là trong quá trình tinh sạch này thì mình cũng đồng thời loại bỏ những cái hóa chất mà trong các cái giai đoạn trước đó, chẳng hạn như giai đoạn phá vỡ màng tế bào mình sử dụng những cái hóa chất này, rồi đến cái loại bỏ thành phần không mong muốn mình sử dụng cái hóa chất là proteinase K chẳng hạn. Như vậy thì đến cái bước mà tinh sạch thì mình sẽ loại bỏ tất cả những cái hóa chất này. Và cuối cùng là đem bảo quản. Thì cái phần bảo quản này nó không thuộc nguyên tắc chung hết. Chắc chắn là bất kỳ một cái xét nghiệm nào cũng có cái khâu bảo quản các thành phẩm sau khi làm hết. Như vậy thì tóm lại cái nguyên tắc chung là sẽ có 3 bước. Thì em sẽ nhớ 3 bước ha. Thứ nhất đó là phá vỡ màng tế bào, màng nhân của cái vi sinh vật. Thứ hai đó là loại bỏ các thành phần không mong muốn. Và thứ ba đó là tinh sạch và thu hồi cái acid nucleic mà mình đang cần. Và trong cái bước mà tinh sạch thu hồi thì chúng ta sẽ thấy là hiện tại sẽ có rất là nhiều các cái công ty, có rất là nhiều các công ty, các cái hãng mà nó sẽ sản xuất ra những cái bộ kit dành cho quá trình tách chiết này khác nhau. Và có những hãng thì sử dụng cái phương pháp gọi là hóa chất hữu cơ phenol với lại chloroform trong quá trình tách chiết để có thể phân lập và tủa cái thành phần acid nucleic mà cần tìm. Có công ty thì thiết kế cái bộ kit đó thì sử dụng những cái cột lọc, những cái cột lọc thì trên những cái cột lọc này có cái thành phần cơ bản đó chính là cái hạt silica. Nó có cái hạt silica và đặc tính của cái hạt này thì nó sẽ có cái sự hấp thụ các cái acid nucleic rất là cao. Có nghĩa là sau khi mà cho cái hỗn hợp mà sau khi phá vỡ màng tế bào và loại bỏ các thành phần không mong muốn đó, thì cho cái hỗn hợp này đi qua một cái cột lọc mà có các hạt silica, thì các hạt này nó sẽ bắt gắn lại các acid nucleic. Và sau cái gọi là cái bước palatum thì sẽ dạt bỏ hết tất cả những cái thành phần không phải là acid nucleic đi ra ngoài hết. Thì bởi vì cái hạt silica nó đã giữ lại cái acid nucleic rồi. Và một cái phương pháp người ta cải tiến hơn nữa, làm cho nó nhanh hơn nữa, đó là sử dụng những cái hạt từ, những cái hạt kim loại mà có từ tính. Người ta đã làm cho nó trở nên có khả năng là có những cái lực hút và tĩnh điện đó. Thì mình sẽ thấy là nó sẽ bị có những cái lực hút theo từ trường, xin lỗi tụi em. Như vậy thì khi mà những cái hạt này nó bắt gắn với lại acid nucleic và người ta cho một cái thanh gọi là thanh sắt vô, như vậy những cái hạt này nó sẽ bám lên trên cái thanh sắt hết. Và những cái thành phần mà không phải là acid nucleic đó thì nó sẽ bị, nó nằm ở ngoài, nó nằm ở trong cái hỗn dịch và sẽ được loại đi. Thì đó là cái phương pháp sử dụng hạt từ. Thì hiện tại trong tất cả các cái phương pháp tách chiết thì có 3 phương pháp cơ bản này. Có 3 phương pháp cơ bản này ha. Một đó là hóa chất, thứ hai là sử dụng cột lọc và thứ ba đó là hạt từ. Và tới đây thì có bạn nào thắc mắc gì không? Có bạn nào chưa hiểu không? Có ai chưa hiểu không? Để gọi thử một bạn nha. Hãy đăng. Hãy đăng. Dạ, có em. Tới đó thì tới cái slide lúc nãy thì em có thắc mắc gì không? Dạ, chưa có thắc mắc rồi. Chưa có thắc mắc gì, có nghĩa là hiểu rồi đúng không? Dạ. Dạ, cảm ơn em.
dễ mà đúng không, đâu có gì đâu khó, học thạc sĩ còn khó hơn nhiều. Học 6 năm rồi không lẽ cái này chịu thua sao? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là tóm lại nha, tóm lại thì mình đã hiểu được ý nghĩa của cái phương pháp tách chiết, cái nguyên tắc chung của tách chiết axit nucleic, và về cái ứng dụng của nó thì rất là nhiều. Nãy giờ thì cô chỉ mới đề cập đến là các vi sinh vật thôi, mà vi sinh vật gây bệnh thôi, nhưng mà thực ra thì trong tất cả những cái ngành khác mà liên quan tới sinh học thì người ta cũng ứng dụng, chẳng hạn như là bên lĩnh vực mà công nghệ sinh học mà họ làm việc với lại các cái mô là thực vật hay là các cái mô của động vật chẳng hạn, thì người ta cũng ứng dụng các cái phương pháp này tương tự, nhưng mà để cho xử lý các cái mẫu bệnh phẩm là liên quan tới thực vật hay là động vật. Hoặc là nếu như sau này những các bạn nào mà có đi về nghiên cứu nhiều hơn á, chẳng hạn như là mình nghiên cứu về con người mình chẳng hạn, trong những cái bệnh lý mà nó có liên quan về gen, tại vì đa phần các bệnh lý là nó đều có liên quan tới gen hết, cho nên mình sẽ thấy là trong những cái năm gần đây á, thì cái tỷ lệ những cái bài báo, những cái nghiên cứu mà nó liên quan tới gen ở người á, thì nó gia tăng lên. Và làm sao để mình có thể thu hồi, mình xác định cái gen đó, thì trước hết là mình phải thu hồi được cái DNA của tế bào người trên một cái mẫu mô, một cái mẫu bệnh phẩm nhất định, và sau đó thì mình thực hiện quá trình tách chiết và thu hồi cái DNA của người, và sau đó thì thực hiện tới cái công đoạn tiếp theo, đó là PCR hoặc là real time PCR hoặc là giải trình tự để xác định một cái gen nào đó trên cái đoạn DNA của người. Đó là cái ứng dụng, cái mở rộng cái phạm vi nó ra ha, để tụi em có cái nhìn là nó không chỉ có hạn hẹp là mình để xác định vi sinh vật gây bệnh, không không phải chỉ có như vậy, thực sự là mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Và riêng tới cái phần tiếp theo, tới cái nội dung tiếp theo, tới cái nội dung tiếp theo đó là mình sẽ tìm hiểu về cái các cái quy trình tách chiết của virus SARS-CoV mà trong cái đợt dịch vừa rồi đó, ở ở tại cơ quan này, ở tại trường của mình nè, là đã có tham khảo, đã có tham gia, thì cũng có ba phương pháp luôn, cũng có ba phương pháp vừa nêu, nhưng mà của các cái công ty khác nhau. Thì cái quy trình đầu tiên đó là cái quy trình mà tách bằng tay, thực hiện bằng tay là chính, và sử dụng cái phương pháp đó là sử dụng cái hóa chất hữu cơ phenol với lại chloroform để mà tách lớp, để mà thu hồi axit nucleic của vi sinh vật. Thì họ đưa ra cái quy trình có từng bước như thế này là tụi em làm theo từng bước của quy trình. Thực sự thì đây là cái quy trình gọi là cổ điển trong cái tách chiết axit nucleic, nghĩa là từng bước của cái phương pháp sử dụng hóa chất hữu cơ đó là trước đây được sử dụng rất là nhiều, trước đây ha. Còn hiện tại bây giờ thì nó sẽ có những cái phương pháp được gọi là ưu tiên hơn, cải tiến hơn về mặt kỹ thuật, về mặt độ nhạy và độ đặc hiệu, đó là sử dụng cột lọc với lại hạt từ. Cho nên mình sẽ tìm hiểu lần lượt qua ba cái quy trình này, riêng đối với tác nhân SARS-CoV nha, rồi tương tự với những tác nhân khác nha, chứ không phải chỉ có con SARS-CoV thôi, không không nên hiểu như vậy. Và ở cái trong các cái bước này nè, thì người ta phải tuân thủ theo cái nguyên tắc chung ba bước lúc nãy chúng ta vừa nghe. Một đó là ly giải màng tế bào, thứ hai là gì ha, thứ hai đó là loại bỏ những thành phần không mong muốn, và thứ ba đó là thu hồi và tinh sạch axit nucleic, nghĩa là họ sẽ tuân thủ cái nguyên tắc đó. Vậy thì mình coi trong cái quy trình này thì họ cái mẫu bệnh phẩm SARS-CoV là mình lấy từ từ tị hầu đó, từ cái mẫu quệt tị hầu hoặc là họng của người bệnh mà nghi nhiễm SARS-CoV, và sau đó thì họ sẽ cho mẫu bệnh phẩm này vào trong một cái tuýp có chứa cái dung dịch là ký hiệu là BER1 BER1 đi ha. Vậy thì
bản chất của cái dung dịch này nó là cái gì, mình sẽ thấy là trong này nó sẽ chứa những cái hóa chất mà để làm cho ly giải màng tế bào của cái con virus SARS-CoV, ly giải tế bào, nó làm cho tế bào nó bị vỡ ra, bị phá vỡ tung ra. Thì cái hóa chất người ta sử dụng đó là guanidin thiocyanate, và trong đây cũng có tích hợp luôn cái proteinase K để loại bỏ protein, để phân hủy protein mà sau khi tế bào nó bị phá vỡ ra. Vậy nó tích hợp cả hai cái bước này vô trong một bước của cái quy trình. Thì em hình dung không? Vừa ly giải tế bào mà vừa loại bỏ thành phần không mong muốn, mà trong đó có sử dụng là proteinase. Thì được ha, dễ nha. Rồi sau đó thì họ để yên cho cái phản ứng này nó xảy ra ha, trong cái thời gian tối ưu đó là 10 phút chẳng hạn, theo cái quy trình này. Và đến bước tiếp theo đó là họ sẽ bắt đầu cho cái hóa chất là phenol với lại chloroform vô để mà thực hiện cái công đoạn đó là phân tách thành lớp ra, phân tách lớp ra. Khi mà họ cho vô như vậy rồi đem qua ly tâm thì mình sẽ thấy là cái sản phẩm đó là nó có cái hình thù như thế này. Đây là tượng trưng cho tụi em thôi. Và một số những cái quy trình khác thì nó có màu, cho nên mình sẽ dễ nhận diện các cái lớp. Thì ở đây thông thường nó sẽ được tách ra thành 3 lớp ha. Thì sẽ có pha nước, rồi có pha là RNA tan trong nước. Thì đối với sinh vật virus SARS-CoV thì cái vật liệu di truyền của nó là RNA. Do đó cái mục tiêu của mình là mình sẽ thu hồi RNA của virus SARS-CoV. Thì trong cái pha này, trong cái pha ở phía trên này là sẽ có RNA của virus SARS-CoV. Còn cái pha ở phía dưới này ha, nó tách ngăn ra nè mấy em. Thì nó sẽ có cái gì dưới đây? Nó sẽ có protein với lại phenol. Như vậy thì cái dung dịch này nè, nó dựa vào cái nó dựa vào cái tỷ trọng khác nhau của dung dịch mà nó đẩy các thành phần đi xuống. Thì cái phenol nó nặng cho nên nó sẽ đè, nó đẩy protein với lại các cái thành phần mà thường là protein thì nó sẽ đẩy rớt xuống, nó sẽ đẩy rớt xuống phía dưới. Còn cái nucleic acid thì nó sẽ nổi lên ở phía trên, nó nhẹ hơn, nó nổi lên ở phía trên trong cái tan trong cái chloroform với lại dung dịch nước. Thì đó là nó dựa theo cái sự khác nhau về cái tỷ trọng của hai cái dung dịch này để phân tách nó ra. Rồi sau đó thì đến cái bước thứ ba thì họ dùng cái pipette đó, dùng một cái công cụ để hút lấy cái lớp mà có chứa cái RNA của virus SARS-CoV cho vào một cái tiếp mới, một cái tiếp đựng mới. Và sau đó thì mình sẽ thấy là họ sẽ đưa cái đầu pipette, cái đầu con nó sẽ vào cái lớp này theo cái mũi tên đỏ của chỉ á, thì theo cái chấm đỏ này nè, tới đây cái người ta sẽ hút lấy cái thành phần này ra, chuyển qua một cái tiếp đựng mới nha. Như vậy thì lúc này là mình đã thu hồi được cái lớp dung dịch mà có chứa cái RNA của virus SARS-CoV. Nhưng mà trong cái lớp dung dịch này thì nó còn lẫn những cái hóa chất trước đó. Nó còn lẫn những cái hóa chất thôi, nó chưa có được tinh sạch đúng không? Nó có RNA rồi, nó có acid nucleic mà mình cần thu hồi rồi. Nhưng mà nó vẫn còn những cái hóa chất tạp nhiễm vô. Thì họ sẽ tiếp tục cho cái dung dịch thứ ba đó là isopropanolol. Thì cái dung dịch này, cái hóa chất này nó có đặc tính đó, nó làm tủa acid nucleic xuống, có nghĩa là làm cho nó kết vón, kết cụm lại với nhau. Và khi mà quay ly tâm, để vào trong cái máy quay ly tâm, thì sau thời gian quay ly tâm thì chúng ta sẽ thấy nó bị tủa xuống dưới đáy của cái tiếp đựng. Thì em hình dung được đúng không? Nó sẽ tủa lại thành một cái mảng cụm nhỏ xíu ở phía dưới đáy của cái tiếp đựng. Vậy thì lúc này người ta đem bỏ cái lớp dung dịch ở phía trên đi, có nghĩa là người ta hút ra, người ta giữ lại cái cặn lắng này. Thì trong cái cặn lắng này đó chính là cái RNA của virus SARS-CoV được thu hồi. Thì tụi em hình dung được đến công đoạn này rồi ha. Như vậy thì mình sẽ thấy là trong cái pha mà
thu hồi và tinh sạch thì nó hơi phức tạp hơn, đúng không? À, thu hồi thì có sử dụng cái hóa chất hữu cơ đó là phenol chloroform, và sau đó cho tủa với lại dung dịch isopropanolol. Rồi, như vậy thì sau khi mà thu hồi được cái RNA rồi thì bây giờ đến công đoạn là tinh sạch nó hơn, loại bỏ những cái hóa chất này ra khỏi cái cặn lắng, có trong cặn lắng. Như vậy thì sẽ đến cái bước tiếp theo đó là rửa. Người ta sẽ cho cái dung dịch ethanol để rửa, thực hiện cái quá trình rửa cái cặn lắng này. Người ta cho nó vô. Tại vì cái dung dịch ethanol này nó có cái đặc tính, nó sẽ làm cho cái những cái hóa chất mà nó tan được trong ethanol đó sẽ được loại bỏ rất là dễ. Và cuối cùng đó là người ta sẽ giữ lại cái cặn lắng này và đem đi ủ khô. Thì trong quá trình mà ủ khô thì cái ethanol này nó cũng bị bay hơi luôn, nó sẽ bị loại bỏ luôn ha, bằng cách là bằng nhiệt độ nóng lên á thì nó làm cho cái sự bốc hơi nó tăng lên. Như vậy thì cuối cùng sau khi mà ủ khô với nhiệt độ nóng thì cái mà chúng ta thu hồi đó chính là cái cặn lắng. Và trong cái cặn lắng này có RNA với cái độ tinh sạch tương đối ha, theo cái phương pháp này, theo cái phương pháp hóa chất hữu cơ này thì nó tương đối sạch. Và cuối cùng thì người ta sẽ thu hồi, có nghĩa là làm cho cái cặn lắng này nó tan ra trở lại. Và trong cái dung dịch mà người ta sử dụng đó là dung dịch để thu hồi, gọi là dung dịch để thu hồi ha. Và cái bản chất của nó là cái một cái loại muối pha với nước và có chứa cái thành phần đó là cái tự nhiên cái cô quên mất tiêu rồi, có chứa cái thành phần là để khử cái enzyme phân hủy RNA, đó là Gipsy, tự nhiên cô quên tên cái hóa chất đó rồi. Nhưng mà trong cái dung dịch này đó thì nó sẽ có thành phần là muối là nước để tạo thành một cái độ pH nhất định của dung dịch. Thứ hai là nó có cái thành phần đó là để khử hoạt tính của cái enzyme RNAinase. Cái enzyme này nó có mặt ở nơi thường ha, và nó có khả năng nó nhiễm vào trong cái tiếp avenot, nó nhiễm vào trong cái tiếp đựng này. Và nếu như mà mình không có khử cái enzyme này đi á, thì mình để cái tiếp này sau một thời gian á lên thì nó sẽ hủy hết trơn cái RNA của mình luôn, cái tế hồi mình thực hiện cái phản ứng bị xa cái không còn cái RNA nào nữa. Cho nên là cái khâu này cũng rất là quan trọng khi mà nó có chứa cái hóa chất mà để khử đi cái hoạt tính của cái enzyme RNAinase. Cô không có viết tên cái enzyme ra ha, nhưng mà nói để cho tụi em hình dung hiểu. Như vậy thì sau đó thì mình đem đi bỏ tủ lạnh âm ở 20 độ C hoặc là âm 80 độ C để mình bảo quản cái RNA mình thu hồi xong. Và đây là phương pháp mà thực hiện bằng tay, có nghĩa là đòi hỏi thao tác kinh nghiệm của cái người kỹ thuật viên trong quá trình tách chiết rất là lớn. Rồi, đến cái xong cái phương pháp này thì có bạn nào thắc mắc không? Cô mời một bạn khác ha, để coi có đang nghe không hay là đang ngủ đây. Học online dễ ngủ lắm em. Cô mời bạn Hồng Yến đây. Hồng Yến rồi. Dạ, em không có hỏi gì cô. Ở đây thì tụi em có thắc mắc gì không? Em có thắc mắc gì không? Dạ không cô. Có hiểu không? Dạ, có. Có hiểu. Có thể nói lại, sơ lược lại cái phương pháp mà sử dụng hóa chất hữu cơ cho các bạn nắm lần nữa được không? Nó sẽ tuân thủ theo nguyên tắc chung có 3 bước. Đầu tiên đó là những cái hóa chất mà sẽ làm ly giải phá vỡ tế bào ra, đúng không? Phá vỡ màng tế bào màng nhân ra. Rồi thứ hai nữa là sẽ có những cái loại hóa chất để loại bỏ các cái thành phần không mong muốn, đặc biệt đó là protein.
thì có sử dụng cái proteinase K. Thì có lẽ là tụi em sẽ nhớ hơn khi mà tụi em đọc cái file bài giảng này ha. Còn giờ mình nắm cái nguyên tắc chung. Rồi tới những cái bước tiếp theo thì là để thu hồi thì người ta sử dụng cái phenol với lại chloroform để mà làm cho nó tách lớp ra để mà có thể lấy được cái lớp mà có chứa cái sản phẩm RNA. Và sau khi lấy nó ra rồi thì lại dùng một cái loại hóa chất để mà làm cho nó tủa, nó cô đọng lại. Và khi mà nó cô đọng lại thì mình mới lại bỏ được những cái thành phần hóa chất khác đi và chỉ còn lại cái cặn lắng là RNA thôi. Và sau đó thì tiếp tục đến cái bước là tinh sạch. Trong quá trình tinh sạch thì thực sự cái tinh sạch đó là mình rửa nó nhiều lần thôi, 2 lần, 3 lần với dung dịch ethanol. Thì cái dung dịch này nó sẽ làm loại bỏ những cái hóa chất mà còn đọng lại trong cái cặn lắng đó, sẽ được loại bỏ đi. Rồi sau đó là đem đi ủ khô ha, đem đi ủ khô dưới nhiệt độ nóng thì để mục đích là để làm cho cái ethanol này nó bốc hơi, nó bay đi ha. Và cuối cùng là cái mà mình còn lại, cuối cùng là cái là mình mong muốn, đó chính là axit nucleic của virus SARS-CoV, đó chính là RNA của virus SARS-CoV. Được chưa? Được chưa Hồng Yến? Dạ được rồi cô. Lát kiểm tra lại lần nữa ha. Rồi, chúng ta sang đến cái phương pháp thứ hai, cũng là để chẩn đoán SARS-CoV, nhưng mà sử dụng cái cột lọc silica lọc của trong cái quy trình tách chiết của công ty Phù Sa. Họ nghiên cứu ha, họ nghiên cứu, họ sử dụng một cái cột như thế này, cái cột lọc. Có nghĩa là giống nôm na giống như là cái phễu, nhưng mà nó có thêm một cái màng. Mình đặt thêm một cái màng ở ở ngay cái cổ của cái phễu. Và trên cái màng này nó có chứa những cái hạt silica. Và những cái hạt silica là giống như ở đây là tụi em phóng to ra ha. Những cái hạt này nó có những cái liên kết tĩnh điện và nó có cái ái lực mạnh đối với cái axit nucleic. Do đó nó có khả năng là gọi là hấp phụ đó, có nghĩa là bắt gắn với axit nucleic. Và bởi vì nó được đặt trên một cái màng cho nên tụi em sẽ hình dung là sau khi mà đem qua ly tâm, hoặc là ở đây là công ty dùng một cái hệ thống gọi là hệ thống bơm hút, nghĩa là dùng một cái lực hút từ một cái máy, cái bộ máy này nó vận hành, nó giống như là một cái bơm á, nó có tác dụng là kéo dịch chảy xuống, kéo dịch từ phía trên chảy xuống phía dưới qua cái cột lọc này. Thì như vậy thì cái hỗn hợp dịch đó nó sẽ đi qua cái màng lọc này, mà trên cái màng này thì lại có hạt silica. Do đó thì tụi em sẽ thấy là axit nucleic nó sẽ bị giữ lại tại cái màng này, cái màng của cái cột lọc. Thì về những cái loại hóa chất á, thì cũng tương tự giống như là cái quy trình lúc nãy, cũng chính là những cái hóa chất này, cũng chính là hóa chất này, nhưng mà khác ở chỗ là không có cái phenol chloroform và không có isopropanol, không có hai này. Tại vì sao? Nó ngắn hơn được công đoạn hết em. Tại vì sao? Tại vì nó dựa vào đặc tính hấp phụ của cái hạt silica rồi, cho nên là không có cần phải sử dụng phenol chloroform để làm tách lớp dung dịch ra, và cũng không sử dụng isopropanol để mà làm tủa cái RNA nữa. Tại vì cái RNA của con virus SARS-CoV nó bị giữ lại chỗ cái màng lọc màu trắng này nè. Không biết tụi em có đang lắng nghe hay không ha. Rồi, như vậy thì mình sẽ hình dung là nó có cái khâu đầu tiên, đúng không? Trong cái quy trình này sẽ có khâu đầu tiên, là trong cái khâu đầu tiên này sẽ có kết hợp của hai cái bước luôn, hai cái nguyên tắc luôn. Đó là một, đó là phá vỡ cái màng tế bào màng nhân, và thứ hai nữa là loại bỏ thành phần không mong muốn, có nghĩa là cũng có proteinase K. Nhưng mà đến cái bước thứ ba đó là thu hồi và tinh sạch đó, thì nó sẽ ngắn hơn một đoạn so với lại cái công đoạn của cái phương pháp hóa chất hữu cơ. Đó là họ sẽ đưa cái hỗn dịch này vào trong cái cột này nè tụi em, và cái cột này sẽ được gắn vào cái hệ thống bơm hút, nghe, được được gắn vào trong cái hệ thống bơm hút này ha.
và sau đó vận hành cho cái bơm này nó hoạt động, nó sẽ có tác dụng là tạo ra một cái áp lực để kéo cái dịch chảy xuống. Kéo cái dịch chảy xuống thì khi đó thì tụi em sẽ thấy là cái dịch sẽ được chảy ra ngoài, được chảy vào trong cái máng đựng của cái hệ thống bơm hút này, và sẽ được loại bỏ đi. Và chính là loại bỏ được các thành phần không mong muốn luôn rồi ha. Và chỉ còn lại, còn lại cái RNA của virus SARS-CoV ở trên cái cột lọc thôi, ở trên cái màng lọc này thôi. Và sau đó thì tới cái bước tiếp theo, đó là họ sẽ rửa tương tự giống như là phương pháp hữu cơ, cũng có bước rửa bằng ethanol. Thì ở đây họ cũng sẽ thực hiện tương tự, họ cũng dùng ethanol để rửa, để thu hồi cao hơn, loại bỏ những cái nào đó mà nó còn đọng lại trên cái màng của cái cột lọc. Và để làm sao đó là làm cho cái cột lọc này nè chỉ có RNA thôi nha, không còn cái gì khác nữa. Và đó chính là cái mục đích của cái bước rửa. Và cuối cùng thì mình thấy cũng dùng cái dung dịch thu hồi để làm cho thu hồi được cái RNA. Có nghĩa là cái dung dịch này nó sẽ làm cho mất, cắt đứt đi cái liên kết giữa cái liên kết tĩnh điện giữa cái hạt silica với lại cái phân tử RNA của virus SARS-CoV, làm cho sau khi mà hút lần nữa thì cái dung dịch nó sẽ có chứa cái phân tử RNA của virus SARS-CoV nằm ở trong cái tiếp cuối cùng. Thì đó chính là cái phương pháp cột lọc silica. Thì tụi em sẽ thấy là nó có nhiều ưu điểm, nó có nhiều ưu điểm hơn đúng không? À, bởi vì nó làm cho quá trình này nó được rút ngắn hơn so với lại cái quy trình mà tách tay này. Nó rút ngắn hơn được tới 2 bước. À, như vậy thì nó rút ngắn được thời gian. Và cái thứ hai nữa là có sự tham gia của máy móc vô đây. Nghĩa là có cái máy bơm hút hoặc là dùng cái máy quay ly tâm thì cũng sẽ tương tự. Như vậy thì mình sẽ thấy là nó sẽ nhanh hơn nữa ha. Nó dễ không? Ở đây có ai hình dung, có ai thắc mắc gì không? Rồi, tương tự thì chúng ta còn phương pháp thứ ba, đó là phương pháp sử dụng hạt từ. Thì hiện tại ở dưới bệnh viện mình đang áp dụng cái phương pháp mà sử dụng hạt từ trong quá trình mà làm cái xét nghiệm mà xác định virus SARS-CoV của những cái bệnh nhân nhập viện điều trị ở tại bệnh viện trường mình á. Thì đây là cái máy tách từ nè tụi em, cái máy tách, gọi là tách từ cho nó ngắn gọn ha. Thì trong này nó có những cái khay để vào đây. Phía trên của nó thì nó có cấu tạo, nó có những cái thanh kim ha, bằng sắt. Và khi mà đưa xuống phản ứng á, thì những cái thanh sắt này nó sẽ có tác dụng là hút những cái hạt từ. Thì tụi em hình dung rồi ha, cái máy nó sẽ đưa xuống những cái giếng phản ứng và nó sẽ hút những cái hạt từ để thực hiện trong các cái bước. Thì ở đây cô phóng to nó ra ha, đây là cái khay đó, cái khay hóa chất đó. Thì trong cái khay này nè, nó được bố trí từ 1 cho tới 12, nhưng mà tương tự theo các cái bước của quá trình tách chiết thì chỉ cần nó đã được rút gọn cho đến khoảng là 5 bước của quá trình. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là họ sẽ thiết kế là có 6 cái vị trí well, 6 vị trí giếng ha. Và trong những cái giếng này họ sẽ có đựng những cái hóa chất tương ứng. Đây giống như ở phía dưới này tụi em nhìn thấy từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì ở cái vị trí thứ 6 thường là không có chứa gì hết, để chống không. Chứ không phải như cái hình cô đang để đây là nó có chứa cái dung dịch ha, lát nữa cô sẽ giải thích. Và ở cái trên cái khay này thì mình sẽ thấy là có tới 96 giếng. Do đó trong một lần tách chiết đó là sẽ thực hiện được một bên là sẽ được 8 mẫu một lần. Sẽ được 8 mẫu là mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4, mẫu 5, mẫu 6, mẫu 7, mẫu thứ 8. Rồi tới cái phần nửa còn lại từ cái vị trí thứ 7 cho tới vị trí thứ 12 thì sẽ được thêm 8 mẫu tương tự. Và cái máy nó sẽ làm lần lượt, nó làm việc lần lượt ha, theo cái quy trình đã được set up từ vị trí thứ nhất cho đến vị trí thứ 6 của mỗi hàng. Như vậy thì một lần làm
một lần đưa cái khay này vô á thì mình sẽ làm tối đa được 16 mẫu trong cùng một lần. Một lần mình được làm được 16 mẫu. Và ở cái vị trí thứ nhất của cái giếng thứ nhất thì nó có chứa cái dung dịch đó là để ly giải tế bào, nó chứa sẵn ở đây. Và nhiệm vụ của cái người kỹ thuật viên đó là sẽ hút cái mẫu bệnh phẩm sạc COVID này nè, cho vô cái vị trí thứ nhất đầu tiên, cho vào cái thể tích là 200 microlit. Nhưng mà cái con số thì tụi em không có làm nên không có nhớ đâu ha. Chủ yếu là mình hiểu là sẽ cho mẫu bệnh phẩm vào cái vị trí thứ nhất, tại vì trong này nó có chứa dung dịch ly giải tế bào. Rồi sau đó cái máy nó sẽ làm cái gì ha? Cái máy nó sẽ bắt đầu, mình sẽ đưa nguyên cái khay này vô trong cái máy này. Thì cái máy này nó sẽ hút, nó đưa cái cây kim mà có thanh sắt đó, cái kim sắt đó, đưa xuống ở vị trí thứ năm của cái giếng. Ở vị trí thứ năm này có chứa các hạt từ, các hạt từ thì nó hút, nó sẽ cho vào ở cái vị trí thứ nhất. Vị trí thứ nhất sau khi mà các cái thành phần axit nucleic đã được bung ra ở trong cái vị trí thứ nhất rồi á, thì nó sẽ hút bỏ vào qua bên đây. Thì cái hạt từ này á, nó có đặc tính là nó sẽ hấp phụ, nó có khả năng liên kết với lại axit nucleic. Cụ thể đây là RNA của virus SARS-CoV nha. Và nó sẽ hút cái RNA này bỏ sang cái dung dịch thứ hai. Thì trong cái dung dịch thứ hai này nó có chứa gắn kết với lại cái hạt từ, do đó nó càng làm tăng cái độ gắn kết của cái axit nucleic với lại hạt từ. Và đến cái công đoạn thứ ba là cái kim sắt nó lại tiếp tục đưa vào cái vị trí thứ hai của cái giếng phản ứng này. Và sau đó nó sẽ hút những cái hạt từ mà có đi kèm với nó là những cái RNA của virus SARS-CoV sang cái que thứ ba để thực hiện bước rửa thứ nhất. Rồi để cho sạch hơn thì nó sẽ thực hiện rửa thêm lần nữa ở cái que thứ tư. Thì trong cái que thứ ba và que thứ tư là có chứa dung dịch rửa, đó chính là ethanol. Hiểu hình dung được chưa nha? Rồi sau đó thì đến cái công đoạn đó là nó làm cho khô ha, để làm cho ethanol bay hơi đi hết, bằng cách là nó sẽ kéo cái kim mà có chứa những cái hạt từ này lên cao, lên ra khỏi cái giếng thứ tư này luôn, lên trên phía trên cao. Và khi đó nó sẽ cái máy tách từ này nè, nó sẽ gia tăng nhiệt độ ở bên trong cái buồng phản ứng này, và nó làm cho cái nóng lên, tương tự giống như là mình đưa vào cái máy mình ủ khô á, thì này nhiệt độ nóng nó sẽ làm cho ethanol bay hơi đi. Như vậy thì trên cái hạt từ chỉ còn duy nhất là RNA thôi, và không còn những cái hóa chất nào khác dính theo trên cái RNA, dính theo trên cái hạt từ nữa. Và tới đây thì chắc là hình dung được hơn rồi. Và cái cây kim, cái máy nó sẽ là tiếp tục đưa cái cây kim này đến vị trí thứ 6. Và trong cái dung dịch ở vị trí thứ 6 này có chứa cái dung dịch đó là để thu hồi RNA của virus SARS-CoV. Và do đó RNA sẽ bị tách ra khỏi hạt từ. Nó sẽ bị tách ra khỏi hạt từ. Và cây kim sắt nó lại lần nữa nó lại hút những cái hạt từ quay trở về cái vị trí thứ 5, để trả về chỗ này, trả về chỗ cũ ban đầu. Vậy thì cái sản phẩm mà mình đang cần có đó chính là RNA của virus SARS-CoV ở trong cái vị trí thứ 6, cái que thứ 6. Rồi tới đây thì không biết có bạn nào chưa hiểu không? Để check ra thêm một lần nữa. Hồng Yến hiểu không Hồng Yến? Dạ hiểu cô. Em có thấy có sự khác biệt giữa hai phương pháp, giữa cột silica với hạt từ không? Điểm giống nhau và khác nhau. Dạ nó có cái phương pháp rửa khác cô. Thì phương pháp rửa là cũng dùng dung dịch ethanol để rửa thôi, nhưng mà nó khác ở cái chỗ là mình thu hồi á, ở tinh sạch á, là mình cả hai đều sử dụng những cái gọi là những cái yếu tố về vật lý để mà hấp phụ kết dính với lại axit nucleic, đúng không? Nhưng đó là điểm giống á, và nó bỏ qua được cái so với lại phương pháp hữu cơ thì
tụi em sẽ thấy là nó sẽ bỏ qua được cái bước mà phân tách lớp bằng phenol với chloroform và bỏ qua luôn được cái việc là tủa cái RNA này bằng isopropanolol. Cả hai nó khác với lại cái hữu cơ và tất nhiên là nó sẽ giống nhau cái chỗ đấy ha. Còn lại những cái khác thì nó giống rồi ha. Các bạn nào chưa hiểu không? Em cứ mạnh dạn trao đổi ha. Tại vì mình học làm cái này gọi sao? Lẽ ra là thực hành, có nghĩa là mình sẽ vào trong phòng lab, mình sẽ nhìn, mình sẽ thấy cái công việc nó cụ thể hơn thì có thể mình sẽ thấm hơn, mình sẽ nhớ hơn. Còn cái này mình chỉ nghe lý thuyết chay thôi, cho nên có thể có một số bạn sẽ không có trừu tượng thì sẽ không có hiểu. Và cái ưu điểm của phương pháp hạt từ chúng ta có thể thấy đó là đỡ tốn công hơn, đúng không? Mình đâu có làm gì đâu, cái máy nó làm hết cho mình luôn, cho nên là mình sẽ khỏe hơn, nó không có phụ thuộc vào tay nghề của kỹ thuật viên. Và mình có thể tăng cái số lượng mẫu làm trong cùng một thời gian. Ví dụ như nếu mà làm bằng tay á thì dữ lắm một ngày chắc là mình cắt được 5 mẻ đi, 5 mẻ bằng tay, mà mỗi một mẻ mình làm được 24 mẫu thì có thể là mình đã cảm thấy rất là mệt rồi, làm nguyên một ngày luôn. Còn đối với cái phương pháp từ thì nó sẽ giảm được cái nhân công của mình xuống và tăng được cái số lượng mẫu mà mình tách chiết lên được một lần. Có thể là thực hiện được trong một ngày, mình có thể tách được đến cả ngàn mẫu, thậm chí là hơn ngàn mẫu trong một ngày. Thì hồi đó mà tham gia ở dưới chiến dịch đó, thì nếu mà bạn nào có nghe nói tới là cái xe lưu động đó ha, chắc là có biết mà. Thì cô tham gia trên cái xe lưu động đó, cô lên tham gia làm xét nghiệm đó, cho nên là một ngày làm ngàn mẫu gộp, có khi là gần 2.000 mẫu gộp, làm xong là đuối luôn ha. Mặc dù là cái máy nó làm cho mình, nhưng mà mình chạy PCR, sau khi mà tách chiết xong thì mình sẽ chạy PCR để mà mình phát hiện, chẩn đoán là người này có nhiễm SARS-CoV hay là không đó. Thì thì cô tham gia ở cái khâu thứ hai, có nghĩa là thực hiện phản ứng PCR. Mà cũng mệt rồi, chứ đừng nói là cộng thêm cái tách chiết nữa thì là đuối luôn ha. Như vậy thì chúng ta có thể có một cái slide để so sánh về những cái ưu điểm và nhược điểm giữa ba cái phương pháp này, để tổng quát lại hết để mình có thể thấy được cái những cái ứng dụng của nó về sau này ha, khi mà tụi em có làm về sinh học phân tử. Thì chúng ta sẽ thấy là đối với phương pháp mà hóa chất hữu cơ thì mình phải tiếp xúc với hóa chất nhiều, do đó mà nó có thể ảnh hưởng gây độc hại, đó là cái nhược điểm. Và cái thời gian lâu cũng như là phụ thuộc vào cái tay nghề của người kỹ thuật viên. Và chưa kể đến là cái máy móc đi kèm theo nó, nào là máy quay ly tâm, rồi máy ủ nhiệt khô, rồi thậm chí là một số những cái vi sinh vật khác là mình cần có thêm những cái dụng cụ để mà đồng nhất mẫu nữa. Do đó mà mình sẽ thấy là nó sẽ phụ thuộc vào tay nghề và máy móc. Tất nhiên là cả ba phương pháp đều phụ thuộc vào máy móc ha. Nhưng mà cái phương pháp mà tách chiết hữu cơ thì nó có nhiều cái máy đi kèm theo nó đó. Và cái độ tinh sạch thì nó đạt trung bình thôi, nó không có tinh sạch tuyệt đối. Cho nên nếu như mà mình sau này mình làm nghiên cứu á, thì nếu mình chọn cái phương pháp này á, thì mình sẽ phải thận trọng. Tại vì có thể là mình thu hồi không chỉ có cái acid nucleic mà mình còn thu hồi nhiều thứ trong đó nữa ha. Có thể có protein, có thể là còn phenol hoặc gì đó, hoặc là ethanol nó còn ở trong cái dung dịch mà mình thu hồi. Có nghĩa là cái độ tinh sạch nó không có tuyệt đối. Nhưng mà cái nhược điểm của nó, xin lỗi tụi em, cái ưu điểm của nó đó là gì? Cái ưu điểm của nó là thu hồi cao, thu hồi nồng độ của cái RNA cao. Có nghĩa là mình làm bằng tay cẩn thận ha, mình hút được nhiều cái lớp mà có chứa RNA đó, thì cái khả năng mình thu hồi nó cao, được nồng độ cao hơn so với hai phương pháp còn lại. Nhưng mà rồi thêm cái ưu điểm nữa đó là cái giá thành chi phí của nó rẻ, cho nên cái phương pháp mà hóa chất hữu cơ này thường được dùng trong nghiên cứu rất là nhiều.
Còn riêng về chẩn đoán và phục vụ cho bệnh viện thì thông thường là sẽ sử dụng hai phương pháp còn lại, đó là cột silica và hạt từ. Và cái ưu điểm của hai cái này thì cho cái độ tinh sạch từ cao cho đến rất là cao, và nó nhanh, nó đỡ tốn kém cái nhân công, cho nên là mình có thể tăng được cái số lượng mẫu khi mà mình làm cùng một lúc. Và riêng đối với hạt từ thì mình có thể thấy là người ta đã tự động hóa hơn. Tự động hóa có nghĩa là cho cái máy nó làm hết, mình chỉ tham gia có cái khâu đầu tiên, đó là nhỏ bệnh phẩm vô cái que đầu tiên thôi tụi em, còn lại những cái bước tiếp theo là cái máy nó được set up quy trình, nó làm hết cho mình luôn, cho nên là nó là tự động hóa ha. Nhưng mà cái nhược điểm thì chắc chắn là nó đi gắn liền, đó là cái chi phí nó không có rẻ. Hai phương pháp này nó sẽ làm cho cái giá thành của xét nghiệm nó đội lên cao, có thể là vài trăm cho đến cả triệu tùy theo cái xét nghiệm. Thì đó là cái nhược điểm chung của cả hai phương pháp này. Rồi cái phần trao đổi của cô đối với tụi em về cái nội dung này đến đây là hết. Không biết là tụi em có gì còn chưa rõ hay không, còn gì thắc mắc thì cứ mạnh dạn ha. Mình là Y5 Y6, mặc dù là có thể là sau này mình sẽ liên quan tới công tác khám chữa bệnh hành chính, nhưng mà những cái kiến thức này khi mà mình được nạp vô thì nó không bổ bề ngang, nó cũng bổ bề dọc, có nghĩa là một ngày nào đó là tụi em cũng sẽ sử dụng lại, cũng sẽ đụng lại những cái kiến thức này.